Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách phơi và để sống hạt giống cây hoa sen trắng hiệu quả nhất các bạn nha. Khi chúng tôi đã để giống được rất nhiều những bông gương hoa sen trắng và đã bóc được, phơi khô bóc được rất nhiều hạt giống sen trắng. Chúng tôi đã phơi vào những ngày nắng to. Tôi đã khỏa dở rất nhiều lần trong ngày. Khi phơi khô, chúng tôi đã được những hạt giống hoa cây hoa sen trắng rất đẹp và để sống sang vụ sau gieo trồng rất hiệu quả. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn.